Chào mừng đại gia đình UVC đến với bàn thuyết trình của phòng nhân sự cho cuộc thi trang trí văn phòng làm việc năm 2021. Lời đầu tiên, phòng nhân sự xin cảm ơn quý công ty đã phát động phong trào thi đua rất ý nghĩa. Không những thế, đã tài trợ một khoản chi phí không hề nhỏ để hỗ trợ triển khai. Đây thực sự là một chương trình mang tính nhân Tết rất cao, đồng thời là cơ hội để tân trang lại văn phòng làm việc nhằm chào đón Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, Xuân Nhâm Dần năm 2022. Và sau đây, xin mời quý anh chị cùng xem qua tác phẩm của phòng nhân sự với chủ đề Nhân sự xanh. Tân trang lại không gian làm việc càng thân thiện, gần gũi, hấp dẫn, thì sự hứng thú, say mê làm việc càng tăng và đương nhiên hiệu quả công việc sẽ càng cao. Sau những lúc căng thẳng với màn hình máy tính, có thể thư giãn ngắm tác phẩm từ chính tập thể cùng nhau trang trí ngay tại văn phòng của mình cũng rất thú vị. Hơn nữa, chúng ta sẽ cảm thấy thêm yêu công ty của mình hơn, để mỗi ngày đi làm là một niềm vui. Chủ đề phòng nhân sự lựa chọn trong chương trình lần này là nhân sự xanh. Như anh chị đã biết, thiên nhiên luôn có tác động tích cực đến sự phát triển và kích thích sự sáng tạo của con người một cách rất hiệu quả. Chính vì thế, phòng nhân sự chọn việc đưa thiên nhiên như cây cỏ, hoa lá vào văn phòng làm việc chính là biện pháp tốt nhất để tạo hứng khởi trong công việc. Mặt khác, điều này cũng giúp nhân sự cảm thấy yêu thiên nhiên hơn khi mà UVC chính là một trong những đơn vị dẫn đầu về mảng xanh, để từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh, đồng thời tạo nên một không gian tươi mát, giúp giải tỏa căng thẳng cho mọi người sau những giờ làm việc. Với tiêu chí đó, phòng nhân sự đã đem một thiên nhiên thu nhỏ vào trong chính căn phòng này bằng cách tận dụng tường làm nơi trang trí chính. Nhiều người thường đùa vui rằng phòng làm việc đâu chỉ có sếp, nhân viên, máy tính, bàn ghế, mà còn có cả bốn bức tường, nơi chiếm diện tích chính của căn phòng. Chính vì thế, trên tường sẽ là nơi thể hiện chính hình ảnh thiên nhiên, cây cối, hoa lá, thông qua tranh vẽ bằng sơn màu. Ở phía tường đối diện cửa ra vào chính là một bức vẽ với quang cảnh cây xanh rộng lớn. Để khắc phục không gian nhỏ hẹp của phòng, phòng nhân sự đã lên ý tưởng vẽ không gian gần xa để tạo cảm giác phòng làm việc của mình rộng rãi hơn. Để thêm phần sinh động, kết hợp giữa tranh và cảnh thật, phòng đã chọn các loại cây dễ chăm sóc như trầu bà, đế vương đã tạo một góc không gian khác lạ khi treo trên cao. Và tất cả các cây trang trí ở đây đều tận dụng từ nguồn cây ở vườn ươm tại công ty. Bàn ghế cũng được thiết kế lại để phù hợp với chủ đề. Và khi ngồi ở đây sẽ tạo cảm giác như ngồi trong một khu rừng nhiệt đới với cây cối, chim chóc và hoa lá. Ở phía bức tường này, phòng nhân sự đã thiết kế và vẽ nền cây cổ thụ để là nơi treo giá trị cốt lõi của UVC. Điều này ngầm thể hiện rằng giá trị cốt lõi là nền móng, gốc rễ, vững chãi để doanh nghiệp phát triển nói chung, là kim chỉ nam và tiêu chí để phòng nhân sự hướng tới nói riêng. Với hơn 100 giờ vẽ thì đây là một thành quả mà cá nhân phòng nhân sự cảm thấy rất hài lòng và tự hào vì đã làm cho chỗ làm việc thân quen trở nên mới lạ và cuốn hút hơn. Khi phong trào trang trí văn phòng làm việc được phát động, phòng nhân sự đã tham gia rất tích cực. Trong quá trình cùng nhau thực hiện, tập thể phòng đã tạo nên rất nhiều kỷ niệm, cảm nhận được sự gần gũi với ngôi nhà thứ hai. Và sau chương trình, xin kính chúc cả gia đình UVC thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành tích trên đường đua về đích. Một lần nữa, xin cảm ơn quý công ty đã tạo nhiều điều kiện để phòng nhân sự nói riêng và tập thể các phòng, đơn vị nói chung có một chương trình đầy bổ ích và ý nghĩa.